Chào các bạn nhé. Hôm nay mình đi cắt cây. Cây đã đốn rồi nè các bạn. Đó, cây me tây nè các bạn. Me tây khổng lồ. Đó. Me tây. Về làm gia công thùng ông nuôi ông nha các bạn. Các ông ngoại ông nội me tây. Đó. Me tây khổng lồ nè các bạn. Cây này thì hạ rất lâu rồi, hạ xuống rất lâu rồi, nay mình mới cắt ra mình đạn mình cưa nó các bạn. Đó. Me tây khổng lồ các bạn. Đây, me tây đúng rồi nè các bạn. Đó, cây khổng lồ. Đây mẹ tay nha các bạn. Đây.